điên lên rồi, thật sự quả quả này khô máu, quả này khô máu. Khô máu. Không lên được nữa, giải tán luôn. Cái gì làm sao cứ khuyên thì đang chơi, cứ không biết chơi mấy con vợ cứ khuyên dừng à, cũng đang chơi cứ khuyên dừng luôn à. Bỏ thằng này ra, bỏ thằng này ra, bỏ thằng này ra, tiếp không là giỏ. Tiếp là giỏ. Lên thì không phí. Lên thì là không phí. Ai đón tôi là Vamosin lên 5 đi. John Huyết đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 3,2 okay. Và đồng lên tin chuẩn thừa không phải lính. Van Persie. Ok. Icon của Nam Robin Van Persie. Tôi đập lên. Icon the moment. Icon the moment. Robin Van Persie. Vật phẩm cụ thể. Dùng cái gì mà anh em dùng bây giờ, dùng cái gì? Tôi chưa đổi ở cái phần mặt mới đấy bao giờ nên tôi không biết là đổi bằng cái gì đây. À, cái ở trên là cộng 10 lương, cái ở dưới là bán được. Ờ, thế thì sao không dùng cái ở dưới ta? Bán được mà, dưới thì bán được, đúng không? Ok, thế mình dùng cái này đi, mình có mà. Có chưa? Không có. Quan trọng là có ai đâu ở. Cứ bảo dưới đi, có coi đéo đâu, cứ ở dưới đi à. Có đâu. Rồi ok ok. Rồi. Tầm này chúa với cả tôi, nói thật anh em, Van Persie Icon The Moment này chúa với cả của tôi. Yo. Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 199.999 đồng. Que một tay Van donate DC cho thay do La Chat Linh. Que một tay nhưng vẫn bú jackpot, nói cho chuẩn nha. Que một tay nhưng jackpot vẫn bú đủ, không thiếu một tí nào. Đó, que mất một tay, jackpot vẫn bú đủ, mâm nào bú đủ. Ơ, sao mất data vậy? Cái bản 4 mất lương mất mini face á. Trời ơi, có cái mini face đẹp nhất cảm xúc của người ta mà sao có mini face mà nó sẽ lại mất. Đùa. Nó đá 10 người hả? Van Persie, chắc là mình sẽ để cái tăng khả năng dứt điểm đi. À không, Van Persie có lẽ là cần cái tốc độ, cái bước 1 và cái sút cái ly gần. Chắc là mình sẽ kiếm một con nào có tốc độ đâu, xem nào. Một con nào có tốc độ không nhỉ? Đây, lấy của Seva đi. Lấy của Seva trước. Danh thế giới 1. Ở nick này nhưng mà elo cao nhá. Thầy quên chỉnh chiến thuật đó. Đấy, vào đây mình chỉnh được mà anh em. Đấy, vào đây chỉnh được. Đức Hùng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Đức Hùng nhá. Đi thầy. Dạo này thầy đập thẻ lên tay thế, nhưng mà đá hơi xuống tay mà sao cậu bé hôm qua em mới thấy cộng 8 sao nay còn có cộng 5 vậy thầy ơi. Cậu bé thầy đập lên 9 xịt, đập lên 9 bị xịt mất. Thầy đập 9 xịt nó về 5 nha. Đập 9 xịt. Khổ quá, qua đi qua đi 9. Dấu tên đã donate cho Tabi 199.999 đồng. Cảm ơn Huy nha. Tay e que là do Suli thang lốc do chem thay trong Sài Gòn do. À, mẹ thằng đó là... Thằng nó làm em bị thương đó hả? Thằng này liều mạng lắm đấy nhá. Thằng đấy là một thằng rất là liều mạng đấy. Vì để ý giúp thầy. Ao ra vô lại là có à? E bao no liên chen thay cho chan no billion lai nham tay e xui th ai ma. Xui à? À. Hóa ra là... Đá chỉ số, bộ chỉ số đẹp thế nhở? Ủa thì số đẹp luôn. Ôi mà trời ơi. VTT ekip sức ảo của thầy Tabi đã donate thế cho Tabi 10.000 đồng. Thầy đang đá Van Basten Estia. Thầy đang đá Van Persie mà. Thử xem nào. Nó cứ chạy ra biên à? Persie. 2/5 à? Quên mất đấy, mình cứ nghĩ là Persie trên trái. Không khéo thoát ra vào lại thấy mini face là Van Basten. quả đấy đi thôi đấy, quả đấy sốc nặng luôn đấy. Quả đấy là cú sốc. Mẹ nó là cú sốc luôn với tôi đấy. Phạt Persie. Không, chưa qua được Rudiger một lần nào. Chưa vượt qua được Rudiger hay bất cứ một trung vệ nào của đối phương. Con tem này chết yểu, anh em ơi, con tem này khả năng chết yểu. Chết yểu của Van gì, View Van Persie giờ moment không có một tình huống nào. Đá 15 trận mới đủ tình huống thì phải. Hai trên 5 năm. Hai trên 5 năm. Nope.
Chân này không thể nào chân 5 được. Cái sáng vừa rồi không thể nào chân 5 được. Cái khe này. Robin. Robin, chân trái này là chân thật. Chân trái này sẽ là chân thật. Chạy chỗ còn không hay mà đập Ryder luôn rồi. Nope. Ôi trời ơi. Giờ moment đã có như này thì em điều hướng dư luận đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu chất xám để đẩy nó lên ITM, xong dứt điểm một pha cơ bản mà Meret mùa lai cũng sút được cũng làm thầy mừng như có cả nền FO4 trong tay. Một trận thắng ở Percy không gây ấn tượng nào, người ghi bàn chính mà lại bảo không gây ấn tượng. Người ghi bàn chính của đội bóng. Nope. Sao chân năm? Sao chân phải năm và chân rất thế nào ấy nhở? Trông nó không đúng ấy. Ôi. Chết phải năm nhìn nó cứ không đúng kiểu gì ấy. Xúc có kiểu gì nhỉ? Xúc hiểu chân 3 vậy. Bình thường nếu cái chân thuận cái dáng nó rất là đẹp anh ạ. Cái chân thuận đấy cái dáng cực kỳ đẹp. Isaac làm tường được mà. Isaac làm tường quỷ luôn đấy. Chắc thầy chưa giả đủ lương cho Isaac. À cho Van Persie đấy. Tôi đập lên tôi tốn bao nhiêu tiền rồi anh em. Đấy. Tôi tốn bao nhiêu tiền mà Van Persie mà anh em bảo là chưa giả đủ lương. Thế giờ phải như nào đấy hả? Con tem gãy đấy. Con tem này Van Persie mà không ghi được khoảng 5 bàn gãy. Ít nhất phải ghi được 5 bàn nó có highlight. Thầy ơi. Nope. Ui. Cô phân bản. Van cô có Rooney chuyển để volley thì cụt chân là rõ. Bây giờ lại còn phải đập lên cả Juli nữa luôn hả? Ui. Nope. VTT ekip súp ảo của thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. AI nó gắn với mini phê đó thầy đờ. Đây rồi, Van Persie đây rồi. Đây sẽ là cái cách mà Van Persie lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Nào cái gì đấy? Cái gì đấy? Đéo thì quăng 2 cộng 7 chạy cái gì đây? Van Persie một cái tạo. Không được nổ một cái tạo, không được nổi. Không được nổ một cái tạo. Nope. Thôi tập trung đi nhá. Tôi nghĩ là đến lúc nó không còn vui tính nữa đâu đấy. 20 phút mà 3 bàn này nó ra tôi nghĩ là không còn mọi thứ nó còn vui đâu. Đó. Phải nghiêm túc một tí. Không, nó không vui đâu đấy. Cái khe. Van Persie. Đây rồi. Van Persie, I can zoom in. Thử sút xa ZD đi thầy. VDT ơi, vừa nổ súng kìa. Cháu nó vừa nổ súng kìa VDT ơi. Vừa nổ súng. Nhìn chạy ZD đi, nhìn di chuyển đi. Nhìn di chuyển đi. Một chạm. Nope. Chân phải. Chân phải, nếu mà là chân trái thì có khi là khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ấy. Nope. Hết vui nha. Hết vui rồi nha. Tục rồi đấy. Chân phải của nó là chân phải lên 5 rồi mà. Nope. Van Persie. Tôi chờ Van Persie của tôi. Cầu thủ tôi đập ra rất nhiều hy vọng nhá. Cái gì nữa? Lại công Vinh chạy vượt lên Rudiger. Từ từ, cứ từ từ đó, cứ lên từ từ. Persie. Nope. Sút chân phải được mà quen mất cứ quay ra chân trái được đã cái chân 3 năm nó quen rồi. Sút chân phải được mà. Cứ phải quay ra chân trái nó đùa. Nope.
Ôi trời ơi. Duy Bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thế là xong mà đùa. Khe này. Qua bùi hàm Việt Anh là xong. Duy Bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu vô pen cũng thua thôi mạt nhót. Bàn thắng này nó đến từ một pha kiến tạo Van Persie. Đến từ một pha bóng kiến tạo của Robin Van Persie. Tôi đập lên. Chuyền đi, chuyền đi, chuyền đi. VTT Ekip xúc ảo của thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Okay. Thầy đừng múa nữa, sút luôn cho nhanh, cho Van Persie xuống lại icon cho đỡ quên chân. Go. Xuống lại icon, người ta đập mãi để đập để lên the moment. Đó. 6 điểm. Tôi quyết định tôi cho thêm gọi là Van Persie một cơ hội nữa. Một cơ hội nữa. Nếu như không ổn, khả năng là di chuyển. Persie có quả tránh sang chân thuận thì chân phải cũng là cầu út ở. Ai mà áo đỏ đi, sửa sang áo đỏ xem nào. 2-5 xong có thêm quả tránh sang chân thuận. Cuối cùng là dùng như nào, dùng cái đấy như nào nhỉ? 2-5 mà lại còn tránh sang chân thuận. Thế là cuối cùng là như nào? Sao nó cứ nó cứ kiểu sai sai nhỉ? Chân giữa 2-5 rồi mà lại có cả tránh sát chân thuận nữa thì đá cuối cùng đá chân nào nữa. Làm gì có à? Thì mấy em bảo là quả Van Persie này có kiểu là cái gì tránh sát chân thuận đấy. Nhưng mà lên thì như lên giờ một mình là không có đúng không? Ai cần mới có à? 2-5 tránh sát chân thuận sai quá. Thế mới cứ sai sai à? Ăn quả xét đẹp vào đầu. Dấu tên, dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn dấu tên nha. Phong Vinh Du Bong Nhu Du Tiên Tu Thiên. Nè, nè, làm tường, Trang Bung Cung làm tường. Ủa, chạy bí thế, quả Van Persie chạy. Ui giời ơi, chạy lô ba. Ôi, hai. Đây rồi. Van Persie. Cuối cùng anh ấy có cơ hội ghi bàn. Cái dáng đứng giống Van Persie nhỉ. Cái dáng sút pen này nữa này, nó giống Van Persie gặp De Gea này. Đấy. Quả đấy người ta lao và đánh tôi nghe lại bảo mưu tài. Lao và phang tôi như vậy bảo mưu tài. Đá Persie này, đá Persie xong dễ lên trình. Nếu đá vào tiền đạo như này sẽ đá xong khả năng dễ lên trình. Tay to lên mà. Cậu bé à, cậu bé chủ bóng. Cậu bé chủ bóng chết mê. Rudiger đấm được mấy quả, C3, C4. Đấy, nhưng mà không đấm được Tiến Linh. Dở vậy. Nope. Sắp đi, trong khả năng phải đi rồi, khả năng đúng phải đi rồi. Nè vét, chân năm thọt nè. Bắt đi. Nope. Duy Bảo yêu màu trắng thành London đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đùa. Bắt luôn. Bắt luôn à? Bắt được con này mới giỏi này. Nope. Mơ C. Quả này truyền đấy, quả này không phút. Nope. Ôi giời ơi. Tôi dùng Torres NTG8 làm phôi cho Van Persie rồi mà. Tôi dùng Torres làm phôi rồi. Làm gì có Torres nó đâu. Thế bây giờ đá thì chỉ có đá HG hoặc LN thôi. Niệm rồi. Chuyển sang. Nope.
cung có phải nhanh không nhỉ? Thế là chép bung cung cái thứ có phải đơn giản, nó làm cái thứ nó đơn giản không nhỉ? Thế nó không phải nhanh không? Thôi con tem Van Persie có lẽ đến đây là hết rồi các em ơi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Này ông thầy lai muộn nhỉ? Thôi em té trước đi đá bóng tối về xem MU thầy bay thầy. Bye bye mọi người nhá. Con tem Van Persie tôi nghĩ đến đây là được rồi. Đến đây là đủ lắm. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.